lên 272 bậc thang nha. Bên kia không có thang máy, không có thang cuốn luôn. Vì bên kia là chùa Ấn Độ, giống là một thắng địa của người ta luôn. Thế người ta không được xài thang máy, không được xài thang cuốn, chỉ có thang bộ cho cả nhà đi lên thôi. Thế nếu mà ai là khỏe, ai muốn đi. Cao dữ trời. Hai trăm bảy mươi hai bậc thang. Ba trăm. Ôi. Lên bên đây rồi. Lên bên đâu? Bên kia ơi. Bên đây cũng lên được, lên luôn. Wow. Núi cao Vinh Nhân Tinh nhá, khoảng 2000m cao luôn. Ở bên này có cung đường cho xe hơi chạy tới trên luôn. Nhưng mà ha, cái cung đường nhỏ xíu và rất là vòng vèo. Xe quá mạnh, xe lớn không phải đi lên tới trên luôn nha. Xe mình chỉ tới nửa đoạn, tới trạm cáp treo thôi. Lắm nữa tới trạm cáp treo rồi, cả nhà xuống xe đi theo trần đoạn luôn. Xuống xe đi theo trần đoạn, chờ đoạn chỉ cả nhà đi nhà mà xin luôn nha. Không muốn đi theo vô vô hả? Tại vì Yoyo phải đi lên tầng trên mua vé cho cả nhà trước. Mua vé cấp treo cho cả nhà ha. Hỏi cả nhà tới ở bên kia theo trần đoàn đi nhà vệ sinh. Đi nhà vệ sinh xa. Sau đó cả nhà bằng thang cuốn. Sau đó cả nhà bằng thang cuốn đi lên tới tầng trên. Để không làm 57.
còn bắt bao nhiêu lần còn nhiều có thằng đôi này nó xa lắm nhìn xa nhìn nó như vậy đó cao xa lắm mấy cây số này lại nó Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại.